Nếu mặc quần cho chó thì nên mặc như thế nào? Chỉ với một câu hỏi đơn giản nhưng đã gây ra những cuộc tranh luận vô cùng sôi nổi trên cộng đồng cư dân mạng. Và câu hỏi đó là nếu một chú chó mặc quần thì nó nên mặc như thế nào? Như hình ảnh dưới đây xuất hiện đầu tiên trên Reddit và sau đó lan tỏa rất nhanh vào Facebook và Twitter với hai phương án lựa chọn là A và B. Lý lẽ của những người lựa chọn phương án A thì cho rằng tác dụng của quần là để che chân của chúng, bởi vì chó có bốn chân cho nên quần phải che phủ toàn bộ bốn chân như hình vẽ đầu tiên. Những người lựa chọn phương án B thì nghĩ rằng tương ứng với chân của con người đó là hai chân sau của loài chó, còn hai chân trước tương ứng với hai tay nên không thuộc phạm vi mặc quần. Lập luận thứ hai này dựa trên quan điểm quần chỉ sử dụng để che chân và mông, tức hai chân sau và hạ bộ của chó. Ý kiến được nhiều người like nhất trên Reddit thì lại đưa ra một lập luận toàn diện hơn. Quần là phát minh của loài người, nếu chó mặc quần theo cách của con người thì lựa chọn B là hợp lý. Tuy nhiên, nếu chó phát minh ra quần thì chúng sẽ mặc quần như lựa chọn A, bởi vì lũ chó rất thích để hở mông để tiện cho việc chào hỏi lẫn nhau. Tuy nhiên, để giữ quần được như hình A thì cần phải thiết kế thêm những dây đeo hoặc đai lưng. Còn bạn thì sao? Bạn sẽ chọn phương án nào, A hay B? Cảm ơn các bạn đã xem kênh và đừng quên đăng ký để theo dõi những video mới nhất trên kênh của chúng tôi.